Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cái channel Forex Finnblog của mình. Và mình là Hòa Thân. Như chúng ta đã biết đúng không? Thì scalping là một trong những cái hệ thống giao dịch nó được rất nhiều người ưa chuộng và được rất nhiều người dùng cái hệ thống này. Thì mình cũng chuyên scalping vàng. Và cái video này là một cái video liên quan đến là cái cách thức để chúng ta chọn tài khoản như thế nào để chúng ta dễ dàng, chúng ta TP hơn. Khi mà các bạn scalping ấy, thì chúng ta tiết kiệm từng bit một đúng không? Từng bon một hoặc từng bit một, hoặc là có khi nó chỉ cần lệch một bon hoặc là hai bon thôi, chúng ta đã TP rồi nhưng mà nó chưa chạm đấy, chúng ta lệch một hai bon và nó quay đầu. Thì đây là một cái video liên quan đến, cũng là một cái mẹo trong trading, đó chính là cái mẹo mà chúng ta chọn cái tài khoản giao dịch như thế nào để cho chúng ta dễ dàng chúng ta TP hơn. Thì chúng ta bước vào cái video của mình ngày hôm nay nhé. Như các bạn đã được biết, trong mỗi tài khoản giao dịch của chúng ta, trong mỗi tài khoản giao dịch nó đều có các cái tài khoản. Mình ví dụ luôn cái sàn mình đang dùng, đó chính là sàn Forex4Zil. Đây là sàn Forex4Zil này. Mình sẽ thoát cái tài khoản này ra, tài khoản chính của mình. Và đây, đây là tài khoản Forex4Zil của mình. Thì các bạn có thể nhìn thấy này, khi mà chúng ta tạo tài khoản ấy, đấy đúng không? Chúng ta có thể thêm được rất nhiều tài khoản ở đây. Mình có thể thêm rất nhiều tài khoản ở đây. Và khi chúng ta thêm tài khoản thì nó như thế nào? Thì chúng ta có cái tài khoản thứ nhất, tài khoản sen này. Tài khoản sen là tài khoản gì? Tài khoản dùng cho những người nạp dưới 50 đô đúng không? Nạp dưới 50 đô. Tài khoản sen DD cũng vậy đúng không? Thì đây, Classic đây. Và Pro STB. Thì trong cái sàn của các bạn, trong cái tài khoản của các bạn cũng có những cái loại tài khoản này. Mình thì mình cũng không rõ các bạn có những tài khoản nào, nhưng đối với cái sàn này của mình thì nó có những cái loại tài khoản này. Vậy thì khi mà nó sinh ra rất nhiều tài khoản như thế này thì chúng ta sẽ chọn cái tài khoản nào để chúng ta gì giao dịch. Thì bản thân mình thì mình chọn cái thằng này. Đấy, Pro FPT, bởi vì sao? Các bạn có thể đọc này, điều kiện giao dịch này. Min lot là 0.01, max lot là 500 lot. Không giới hạn mở lệnh, không giới hạn lược sử, có nghĩa là không giới hạn lịch sử. Và đây là lệnh thị trường. Lệnh này nó vào lệnh ngay lập tức luôn các bạn. Lệnh ngay lập tức luôn. Spread thả nổi từ 0.1 pip. Spread cực kỳ thấp. Đấy mới là điều quan trọng các bạn. Spread cực kỳ thấp luôn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái spread của nó. Cực kỳ thấp luôn. Đây. Và hoa hồng là gì? Nhưng mà spread thấp nhưng nó lại có hoa hồng. Có commission. Có hoa hồng. Là 8 đô mỗi lot. Đấy, không hạn mức, giới hạn và dừng. Đấy, mọi người thấy đó. Đây là cái spread của nó đây. Đây, cho mình một chút. Cho mình một chút, mình cho các bạn xem cái spread của nó. Đây. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, đây là cái spec của nó này, giá bit và giá ask này. Cái thằng này thì là gì, là một bon mọi người ạ. Đây, 1.14263 này và 1.14264 này, spec cực kỳ thấp luôn, nó chỉ là có một bon thôi mọi người, không phải là một bit mà là một bon thôi, nó rất là thấp. Đây, thằng này cũng vậy, và tất cả các spec này nó cực kỳ thấp luôn. Thằng vàng này thì spec nó đang là 110 hoặc 120 này. Mọi người nhìn này, 890 này, 88 này, 97 này. Đấy. Nó chỉ là gì, đây là một bit mọi người, một hoặc là 1.10 bit. Đấy là cái giá, đấy là cái speed của vàng. Nhưng speed của các cặp tiền này, nó cực kỳ thấp, nó coi gần như là không có luôn rồi, gần như là không có luôn. Thì mà mình chia sẻ với một chút với mọi người là khi mà cái speed thấp này, đúng không, ví dụ mình vào M5 đi. Nếu như giả sử mình sell ở đây,
giờ mình xem giá hiện tại ở đây, sell đây. Ví dụ giá hiện tại nó đang ở đây nhá. Mình sell đây thì nó thì cái giá chúng ta sell được sẽ ở đây. Đúng chưa các bạn? Và nếu chúng ta đặt TP ở đây thì giá của thị trường nó phải xuống đây. Nó mới cắn được TP, đúng không? Cho nên là gì? Cho nên khi mà chúng ta scalp ấy, chúng ta thu nhỏ cái khoảng cách này càng bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng dễ dàng TP bấy nhiêu, đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy đấy. Nếu như chúng ta vào lệnh sell ở giá thị trường đang ở đây, đúng không? Giá thị trường đang ở đây. Chúng ta sell phát là gì? Spread nó sẽ nhảy xuống đây. Là có nghĩa là giá được giá vào lệnh này, đây giá thị trường này, giá vào lệnh này, đúng không? Nếu chúng ta thu nhỏ hơn. Đúng không? Nếu chúng ta thu nhỏ hơn là giá thị trường ở đây, giá vào lệnh ở đây và đặt TP ở đây. Đúng không? Và đặt TP ở đây thì giá chốt lời nó chỉ có ở đây thôi. Đấy, đặt TP ở đây thì chốt lời nó chỉ ở đây thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái spread nó thấp hơn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy này, cái khoảng cách này này. Thứ nhất là gì? Khoảng cách này nó lớn hơn cái khoảng cách này. Đấy. Đầu tiên là chúng ta ăn được nhiều bip hơn. Cái thứ hai là chúng ta lại dễ dàng TP hơn. Thì đây là cái cách chọn tài khoản của mình. Mình thà rằng mình mất commission, thà rằng mình mất cái tiền hoa hồng, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ dễ dàng TP hơn và chúng ta sẽ được nhiều bip hơn. Đấy là cái lợi của mình. Thì có rất nhiều trường hợp, nó chỉ cần nó xuống như này. Đây là cái TP của chúng ta, nó xuống gần đến đây phải, đúng không? Chỉ có một bon hoặc vài bon thôi bắt đầu nó quay đầu. Những cái quả này quả rất là tiếc, đúng không? Khi mà chúng ta chọn cái tài khoản nó có spread lớn đấy, thì mình sẽ chấp nhận một cái việc, đó là gì? Trả cho sàn một ít hoa hồng, đó, trả cho sàn một cái phí gọi là phí commission để mình lấy cái spread thấp hơn để mình scalp. Như vậy thì chúng ta sẽ gì? Thứ nhất là chúng ta dễ dàng TP hơn, và thứ hai là gì? Thứ hai là chúng ta sẽ ăn được nhiều bip hơn đấy. Thì mình kéo lại được cái đấy, kéo lại được cái dễ dàng TP hơn, nó là ngon lắm rồi các bạn ạ. Bởi vì khi mà scalp ấy, chúng ta ví dụ mình scalp một lot đi 10 bip, đúng không? Chúng ta ăn thêm một bip thôi đã là thành 10 đô rồi, và nó lại còn dễ dàng TP hơn. Thì mình đồng ý chấp nhận trả cho sàn phí này để mình lấy cái spread thấp của sàn để mình scalp nó rất là nhanh TP cho chúng ta, đúng không? Nó nhanh hơn nhiều mọi người ạ, nó nhanh hơn cực kỳ nhiều luôn. Và đó là cái mẹo để chọn tài khoản của mình. Mọi người có thể lên cái sàn của các bạn để các bạn đọc những cái tài khoản của các bạn này. Đây mình ví dụ đây, có những tài khoản này, đúng không? Thì mình chọn xem để mình nhìn xem đặt xem đây. Lệnh thì lệnh tức thì, nhưng mà lệnh nó có tốc độ thấp hơn tài khoản sen này, lệnh nó có tốc độ vào lệnh thấp hơn. Đấy, spread cố định, đúng không? Nó spread cố định rất là cao, không hoa hồng, không phí hoa hồng, nhưng mà gì, nhưng spread cao đấy. Rất nhiều loại tài khoản, đúng không? Đây, cái loại này thì lệnh thị trường này, spread thả nổi 0.1, hoa hồng từ 0.1 đô mỗi sen lot. Đấy. Tài khoản sen này thì mình không dùng. Tài khoản classic này, mọi người này. Tài khoản classic này thì mọi người nhìn thấy này, lệnh cũng lệnh tức thì, nhưng mà nó chậm hơn cái thằng bro kia. Spread cố định, đúng không? Spread cố định rất là cao, mọi người, spread cố định. Đó. Và không hoa hồng, cái tài khoản này cũng không hoa hồng, nhưng mà spread lại cao, cho nên mình không dùng. Mình sẽ dùng thằng Bro STB này à, là spread thả nổi từ 0.1 bip. Đấy, hoa hồng 8 đô mỗi lot. Lệnh thì lệnh thị trường, lệnh tức thì luôn, nhưng mà cái lệnh của thằng này cực kỳ nhanh. Lệnh của thằng này là cực kỳ nhanh luôn. Đó. Và gì? Min 0.1 lot, max là 500 lot. Không giới hạn người lệnh. Đó, đấy thì cho nên là gì? Cho nên cái cách để chúng ta chọn lựa tài khoản để chúng ta sập cáp nó rất là quan trọng mọi người. Làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa nhất cái lợi nhuận của chúng ta, và làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa nhất cái gọi là cái SL và cái TB, đúng không? Khi mà chúng ta đây là một cái bài toán mà khi chúng ta vào lệnh được gì, được ví dụ vào lệnh sell đây, đúng không? Spread nó ở đây, lệnh thị trường ở đây, đúng không? Nhưng khi chúng ta sell giá nó nhảy xuống đây này. Đấy, đúng chưa? Lệnh đây là giá vào lệnh này. Đây là giá thị trường này. Vì spread nó lớn mà, thì chúng ta nếu mà chúng ta chọn cái spread thấp nó chỉ ở đây thì có phải là sướng hơn không? Rất sướng, đúng không? Sướng hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta phải đồng ý là gì? Trả cho sàn một cái khoản gọi là cái khoản commission thì ok thôi. Mình đồng ý cái khoản đấy để gì? Để mình dễ dàng chúng ta TP hơn cái lệnh đó, hơn cái lệnh đấy hơn, đúng không?
Thì ok, video của mình đến đây hôm nay là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn những video tiếp theo của mình.